Cuộc sống là một hành trình mà chúng ta cứ mãi bước, theo đuổi thành công, tích lũy của cải, tìm kiếm tình yêu và đắm chìm trong những lạc thú. Có lẽ cũng chẳng khi nào dừng lại đủ để suy nghĩ về những vấn đề quan trọng của cuộc đời. Chúng ta cứ mãi bước với hy vọng tìm thấy sự thỏa nguyện khi chinh phục mọi đỉnh cao. Nhưng cuộc sống không như những gì chúng ta mơ ước. Chúng ta đối diện với vô số nan đề, cảm thấy tan vỡ, bất an, tuyệt vọng, trống rỗng, không gì có thể lấp đầy được. Chính lúc ấy chúng ta chợt nhận ra rằng những gì mình đang theo đuổi không đem lại ý nghĩa, mục đích và sự thỏa lòng. Tất cả chỉ là sự vô nghĩa, tạm bợ và chóng qua. Chỉ trong Chúa Giê-xu, chúng ta mới tìm thấy niềm vui, bình an, hy vọng, thỏa lòng và những gì vĩnh cửu. Thanh xuân trôi qua nhanh, sẽ còn là gì cho cuộc đời bạn khi những điều tạm bợ ấy qua đi? Trong tuổi thanh xuân, hãy tự nhớ đến đấng tạo hóa của con. Truyền đạo đoạn 12 câu 1.